nhìn cho kỹ mấy điều khoản trong hợp đồng đi. Ai chấm dứt hợp đồng trước là phải bồi thường tiền gấp đôi đó. Ai cắt ngang hợp đồng thì chú về hỏi lại thằng cháu Việt Kiều Tron Hai gì đó. Ai cắt ngang mà đi hỏi nó giờ sao? Ai cắt ngang hợp đồng ngoại nữa hả? Ừ, khi khổng khi không kêu tôi đừng xuất hiện trước mặt thằng trẻ nữa. Vậy có phải vi phạm hợp đồng không? Nè, tôi nói cho cô nghe nha, tôi chắc chắn một điều là tôi sẽ hỏi thằng John Hai. Hay không? Nghe rõ chưa? Tại vì mấy người nói cái gì nữa? Giờ sao? Bây giờ sao? Hả? Mấy người làm mất thời gian tôi như vậy đủ chưa? À, em gái của tôi nó đi theo thằng cháu của mấy người, rốt cuộc nó được cái gì? Được cái gì nữa? Nói chuyện với mấy người lớn ở đây mà vỗ bàn hả? Bây giờ sao? À, bây giờ sao? Nè, chắc chắn một điều á là sẽ về hỏi thằng John Hai, thằng cháu. Bởi vì cái chuyện này không phải khi khổng khi không mà thành ra như vậy, chắc chắn là phải có lý do gì, đúng không? Tôi không cần biết. Nói chung á là bây giờ mấy người đừng làm mất thời gian của tôi nữa. Tôi đã tốn biết bao nhiêu thời gian công sức á để làm người yêu của ảnh và tìm hiểu rồi. Bây giờ mấy người không muốn ảnh làm sao? Bồi thường luôn đi. Con thôi. Có gì bình tĩnh con. Bác ba xin lỗi con. Bác ba không có muốn gì đâu con. Dạ con hiểu mà. Còn cô, lần trước tôi đã nói chuyện với cô rồi, cô không hiểu à? Nè, không phải là tôi tự xuất hiện trước mặt anh nha, là anh tự nhiên đến đây á, tới trước mặt tôi đó. Thôi được, nếu vậy tôi nhắc một lần cuối cùng cho cô nhớ nha. Nếu cô và cái tên người yêu của cô còn xuất hiện trước mặt tôi hay là làm phiền người nhà của tôi nữa thì mày làm gì tao? Tôi sẽ kiện hai người ra tòa chứ làm anh... gì? Anh đừng mà. Mấy người giỏi lắm. Tao sẽ không để yên cho cái vụ này. Đi về. Ê, mày đừng có chọc phá tròi vịt nghe mày. Mặt ba bớt giận đi. Đúng là con nhỏ này độc ác thiệt á. Nó đã lừa gạt anh John Hai mà bị phát hiện, cho nên á là bây giờ tính làm thêm một cú chót nữa mấy bác. May mắn á là con với anh John Hai á vô tình đi ngang đây nên phát hiện rồi ngăn chặn kịp thời, chứ không thôi á là cả nhà mình á cúng thêm cho nó một số tiền nữa rồi đó. Bác cũng không ngờ sự việc nó xảy ra như vậy. Ê, nói gì thì nói thì ở đây cũng phải có phần lỗi của chú ba mày nữa mới ra như vậy đó. Chẳng qua là không biết sao không, ông ba đây nè, ông sợ tía con buồn, rồi ông sợ cái chuyện mà mai mối không được, cho nên buộc lòng phải làm mai con thơ. Bây giờ có nói gì nữa bây giờ, tất cả cũng là tại tôi gạt cha con của anh Bảy, vậy là tôi không có đúng rồi. Đã vậy tôi không có điều tra kỹ của gia đình con nhỏ này như thế nào nên mới xảy ra cơ sự như thế này. Thật sự là tôi cảm thấy có lỗi với cha con anh Bảy rất là nhiều. Xin lỗi gì, lỗi là cũng của tôi với ông Sáu nữa nè. Đúng tôi rồi. Với ông Sáu biết chuyện mà là cũng không thèm nói. Đó. Thôi mà, mọi người đừng có trách nữa. Con hiểu hết mà. Con biết là bác ba, bác bá đây, bác Sáu nữa cũng đều muốn tốt cho con và muốn tía con vui lòng, nên bất đắc dĩ phải làm vậy thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất á là sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì gia đình của mình càng khăng khít hơn. Cảm ơn con. Hay quá anh John Hai ơi. Đúng là con nhỏ đó có mắt mà không có chồng á, cho nên mới làm tổn hại một người toàn diện như anh. Thôi kệ cô ta đi mà. Cảm ơn con. Ê này, uống gì không? Để kêu. Dạ thôi được rồi, nãy giờ con đứng ở ngoài kia con uống nước mưa no rồi. Trời đất ơi, tự nhiên đủ nước mưa.